giờ đang ở dưới The Block đi shopping after Thanksgiving sale. Trên đó là mấy cái kiểu áo thun á. Không, ở đây thì mua cái nào? Cái này cũng đẹp, off the wall, man. Túi này đẹp nè, có chút xíu rồi nè. Chơi được nè, chứa đồ nè, hiệu Van. Hiệu đồ bữa nay nó bán 40% off với 70% off. Trong tiệm Vans. Okay. Hey, what's going on here? So this is our new design. Oh. These are custom made by Chris Martin and Olivia Cross. Oh, okay, that's nice. Those shoes, right? Oh yeah, these are shoes. Yeah. They're online customs, online exclusives. Yeah, okay, yeah, that's nice, man. Yeah, thank you, I appreciate it. Đó là cái ông bán hàng trong này, ông nói là hai cái người này nè, người ta thiết kế mấy cái mẫu giày này, ha. Mấy cái mẫu giày để trên cái kệ này là do hai cái người đó thiết kế. Okay, cái giày này giày giống như giày lính nè. Đó, hai người đó. Bữa nay ở trong tiệm đông người lắm nha, quá trời người luôn. Đây là mấy cái kiểu giày mới của giày Van á, để ở đây nè. Đây là giày của con nít. Đó, giày con nít ở trên đó. Đây là cái chỗ cho mình đo cái cỡ giày của mình nè. What size are you? Tư, you gotta be the big one, right? Yeah. Rồi, Tư là số lớn nhất rồi. Đây là giày con nít nè. Giày này dễ thương quá ha, giày cho mấy con nít nhỏ nè. 25 đồng, nhỏ xíu à. Giày này mới cho mấy em bé nè, đẹp không? Bé tí tẹo à, cái này giống như con cọp nè. Tư, Tư còn mang giày này không Tư? Màu đỏ nè, giày màu đỏ nè, em bé nè, không? Kiểu này đẹp nè, kiểu màu đỏ này đẹp nè, cột dây nè, wow. Đẹp không? Cái này con gái nè, có bông hoa lum. Ba rưỡi nè. Đúng rồi. Đó, cái này ba rưỡi vừa á. Không. Đứng lên rồi. Số ba rưỡi thì Tư nó lớn quá. Đó, đẹp quá Tư. Vừa. Rồi, cậu Tư mua được đôi giày mới. Bước vô trong cái tiệm Old Navy coi nó bán gì nha. Đây nó đang ghi là 60% off nè, bớt 60%. Cái khu này nó bán quần jean 15 đồng một cái, đủ loại size hết. Quần jean của Old Navy là 30-30 vừa. Ok, lấy cái này đi, 15 đồng, rẻ nè. Đẹp quá. Giờ mình đang đi dưới cái shopping The Block Orange, thành phố Orange. Đi coi một vòng after Thanksgiving sale đây cái tiệm Lucky Brand nè, quần ông địa nè. Hiệu này là hiệu nó bán cái quần ông địa luôn á. Trước đây là cái building cao lắm. Ngày xưa mình làm ở trong đây cũng khoảng 4 năm nè. Giờ cái công ty nó vẫn còn nhưng mà nó đổi tên là cái khác rồi. Xưa làm ở đây ngày nào cũng đi shopping vòng vòng ở dưới đây, sáng trưa chiều tối đi vòng, đi bộ mỗi ngày luôn á. Trước mặt là cái tiệm Tommy, còn ở bên tay trái là CK. Giờ vô trong CK coi nó bán gì nha.
Đây là mấy cái mẫu quần áo mới ra, người ta để ngay trước cửa tiệm luôn. Trước mặt là tiệm Banana Republic, ghi cái bảng là 60% off toàn tiệm luôn, bớt 60%. Bây giờ mình bước vô đây mình coi nha. Bây giờ vô cái tiệm Levi nằm bên tay phải nè, 30% off everything ở trong tiệm. Trái là cái tiệm phone T-Mobile, nó đang quảng cáo iPhone 13 Pro nè. Bây giờ mình mở cái account, mở đường line mới á, nó cho mình free cái phone. Nó ghi iPhone 13 Pro on us now. Mình chỉ trả tiền thuế thôi. Nó cho mình free cái phone, mình mở đường line mới. Một người được hai đường line, hai cái phone. Đây là Children Place, bán quần áo con nít. Nói chung là mấy cái tiệm shopping ở dưới đây nó người ta sale cũng nhiều lắm. Tiệm con nít này nó bán đồ rẻ nè, có 5-6 đồng gì một cái thôi mà bớt 50% luôn. Đây là cái tiệm Adidas, ghi ở ngoài cửa là 40% off nè. Tất cả mọi thứ là 40% off, bớt 40% nữa. Nguyên cái khu này là bán đồ ăn, từ bên đó dài qua bên đây luôn. Mấy cái cửa tiệm bán đồ ăn á, đồ Mỹ, đồ Mễ, đồ Thái Lan, có đồ Việt Nam nữa. Ở dưới đây cũng có rạp chiếu phim nè, AMC 30, tức là trong đó có 30 rạp á. Giờ mở cửa trở lại rồi, đông người lắm. Đối diện với cái rạp chiếu phim là cái tiệm Forever 21, bán đồ thời trang của giới trẻ nè. Mấy đứa nhỏ nó đang ở trong đây, tiệm này cũng lớn lắm. Giờ mình vô đây nha. Ở đây nó có bán bia hơi nè, cái chỗ mấy nhà hàng hồi nãy á, ngồi nó có cái lò sưởi á, ban đêm mình ngồi mình mua bia hơi mình uống cũng đã phê lắm. Đây nó ghi là Black Friday 30% off toàn cửa tiệm luôn, bớt 30%. Phía bên đây là cái tiệm ăn, người ta thiết kế theo kiểu ngày xưa cowboy á, trên đó là chiếc xe ngựa, bốn con ngựa kéo cái xe wagon á. Ở bên ngoài này người ta để mấy cái lèo, cái máy sưởi nè, khi mà có khách ngồi người ta sẽ mở cái máy sưởi lên cho mình ăn. Ở đây đây là cái máy sưởi nè, ta đang chiếu football kìa. Đội Cleveland đang chơi với Baltimore. Football banh bầu dục của Mỹ á, còn ở trong là nhà hàng cái bar rượu trong đó đó. Đó mình vô đó mình order bia hơi đem về đây uống cũng. Người ta sẽ mở cái máy hít này lên cho mình nè, máy sưởi á. Tiệm này cũng lớn lắm. Thực khách ngồi ăn ở bên ngoài, bây giờ cũng không có lạnh lắm, khoảng chừng 60 mấy độ. Cái máy hít nó ấm dễ sợ, đi ngang ấm. Bây giờ vô cái tiệm này nữa, đi về, nãy giờ đi quá trời tiệm rồi. Đi cũng gần 2 mai rồi đó. Mỗi tiệm chỉ có vô coi sơ sơ đi ra là chứ mấy đứa nhỏ nó vô tiệm nó mua đồ giọng á. Tiệm này là nó chuyên môn bán những cái quần áo mà mấy cái shopping lớn người ta ế, hoặc người ta hết thời model rồi đó, người ta bán mão lại cho tụi bên đây rồi nó sẽ mua, nó mua mão lại rồi nó bán lại cho mình. Thí dụ khi cái quần áo bên kia giá 10 đồng thì nó đem cho tiệm này nó bán còn 4 đồng thôi. Nói chung là trong đây nó bán đồ hiệu nhiều lắm, nhưng mà nó qua cái năm, mà thí dụ năm nay năm 21 á thì nó bán đồ năm 20 hoặc năm 21 cuối mùa để nó chuyển qua năm 22 á. Bán quần áo mới năm 2022 đó. Mình vô đây mình thấy quần áo nè, đủ loại đủ hiệu đủ kiểu á, mà đồ hiệu không mà chứ không có đồ dỏm. Chất lượng nó cũng tốt nhưng mà giá nó bằng 1/3 ở bên mấy cái tiệm lớn ở bên ngoài. Đây nó ghi là 40% off nè, tức là giảm giá 40% đến hết ngày 29 tháng 11. Đây là khu phụ nữ, còn khu đàn ông ở bên kia, phụ nữ lúc nào cũng quần áo nhiều hơn đàn ông. Bên đây là bán giày, đây cũng là kia, vậy nhiều loại lắm, vậy hiệu không, CK, vậy đỉnh lắm, nhiều phụ nữ.
chỗ bán giày cho con nít. Đây có đôi giày Nike đẹp không? Giày số 3, giá nó ghi là 40 đồng, 39.97 nhưng mà mình sẽ bớt được 40% nữa. Giày cũng đẹp, giày Nike nhiều lắm, giày nít không à. Số 3 rưỡi bớt được 40%. Đó là số 5, số 3 đây.